tại sao đất nước người ta phát triển khi mà có một cái sản phẩm mới, cái là người ta ngay lập tức là người ta học hỏi ngay và người ta tìm những cái khách hàng và cải tiến cho cái sản phẩm càng ngày càng hoàn thiện lên. Thế còn mình thấy một cái